Trên thửa đất rộng trong thôn xóm, bà con hoan hỷ đến lễ cầu an thực hiện theo nghi thức của chủ lễ hướng dẫn. Kết thúc phần cầu kinh với sự tham gia của các vị sư cũng đã tối trời. Các hàng ăn và khu vực chơi nhộn nhịp hẳn lên. Đó cũng là lúc sân khấu dù kê bắt đầu bật đèn, mở nhạc, mời gọi khán giả tề tụ về xem. Được xem dù kê như vậy vui lắm, lâu lâu mới được xem một lần. Năm nay do lúa trúng mùa được giá nên lễ cầu an mới có mướn dù kê đến diễn phục vụ. Mình rất là thích xem. Gia đình ông Bố Sủng có đoàn dù kê từ thời ông nội cho đến nay. Ông là đời thứ ba theo nghề. Trong những ngày qua, đoàn ra quân biểu diễn liên tục vì có nhiều nơi trong tỉnh thuê mời. Những đoàn dù kê quần chúng như Ron Ron không còn nhiều, nhưng những người theo nghề, giữ lửa nghề vẫn hiện hữu trong cộng đồng Phùm Sóc. Bây giờ nó khác ngày xưa. Mình không có còn diễn đến 2-3 giờ sáng nữa, mà chỉ diễn buổi tối tới 11 giờ rồi nghỉ. Anh em buổi sáng có thời gian đi làm thêm việc khác để mưu sinh phát triển kinh tế. Trong những năm qua, sân khấu dù kê gặp nhiều khó khăn. Do ít được thuê diễn nên một số đoàn tư nhân tan rã hoặc hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên, với những người thực sự đam mê thì luôn tìm đủ cách để nuôi dưỡng nghệ thuật dân tộc. Có rất nhiều nghệ sĩ dành ban đêm để đi diễn, ban ngày đi làm công nhân hoặc làm nhiều việc khác. Mỗi khi sân khấu sáng đèn là họ lại nhập tâm vào vai diễn, dành hết khả năng để phục vụ khán giả. Đến khi ra diễn sẽ tập hợp nhau lại. Thời này mọi thứ cũng thuận tiện vì ai cũng có điện thoại di động, nên chỉ trưởng đoàn gọi là chúng tôi có mặt để sẵn sàng đi diễn. Ban ngày em đi làm công nhân ở công ty, tối đến em theo đoàn đi diễn để phục vụ bà con. Em rất vui khi được đi diễn, khi được thể hiện tài năng của mình trên sân khấu để phục vụ khán giả. Hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, dù kê có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Đời sống khấm khá nhờ làm ăn thuận lợi cũng là một cách để đồng bào Khmer làm cho sân khấu dù kê sáng đèn đến hết mùa khô, góp phần giữ gìn và phát triển nghệ thuật dù kê trong cộng đồng.